Hello anh em, hôm nay là ngày 27 tháng 10. Thì lời đầu tiên là em xin chúc anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Thì hôm nay em có dịp cắt rễ gin cho giống mai sù Singapore mà em tạo rễ được hơn 2 tháng rưỡi nè anh chị. Thì nó cho ra được bồ đề như vậy. Đó, bồ đề này tầm đâu đó là 60 cọng nha anh chị. Em chưa có đếm nhưng mà nó như vậy. Thì ở đây là em làm rễ là dùng thuốc kích rễ hữu cơ nguyên chất hàng đậm đặc, hàng nhập khẩu châu Âu ha, nó có màu vàng vàng sánh sánh như này. Một chai 100 cc anh chị khắc da bôi thuốc á, thì bôi nguyên chất, còn tưới là một chai 100 cc tưới cho 200 lít nước, tưới mây con thì cắt tỉa ghim tầm 2 3 lá thì anh chị cũng tưới là 200 lít nước cho một chai 100 cc. Còn trồng mây phôi thì anh chị xử lý bầu đất, xử lý rễ, bôi nguyên chất, tưới cũng là 2 cc cho 1 lít nước. Thì đây là giống mai sù Singapore sau khi làm rễ. Dòng hữu cơ thì anh chị khi anh chị làm rễ nó không bị rút cây, cây phát triển xanh tốt, không bị gián đoạn cây ha, không bị trùng cây đó. Thì đây là dòng thuốc hữu cơ cho nên là mát cây, và có nhiều anh chị hỏi nó có giống những cái dòng thuốc trên thị trường không, thì em nói đây là không nha anh chị. Đây là dòng thuốc hữu cơ hàng nhập khẩu châu Âu, không phải là giống như những cái dòng thuốc trên thị trường ha. Khi mình xài mai nó rất là mát cây, cây phát triển xanh tốt và sung cây đó. Anh chị thấy cọng rễ nó rất là to và nó đều nhau đó. Rồi mến chào anh chị ha. Chúc anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Đó. Thì cái rễ này anh chị khi mình sắp lên cái mô 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 đất mình định hình lại thì nó nhìn thấy cái mặt đế là mặt đế khủng nha anh chị. Thì đây là dòng bộ rễ nó gần 60 cộng đó anh chị. Cọng rễ rất là to. Để cho anh chị xem cái em định định hình lại cái chút xíu này. Anh chị thấy đã không? Anh chị thấy đã chưa? Rồi, mến chào anh chị ha. Chúc anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Có anh chị nào muốn xài về dòng thuốc này thì cứ alo cho em, là số giúp lào của em là 7650 34579 để em hướng dẫn tận tình làm cho cây mai của mình có bộ đế đẹp ha. Rồi, mến chào anh chị. Thì mình vô như vậy, định hình như vậy lần nước đầu tiên, thì sau cỡ khoảng chừng 2 tháng nữa hoặc là 1 tháng rưỡi nữa tùy theo mật độ mình chăm sóc, thì mình sẽ lên mô cái cục sình mà mình sắp rễ ha. Rồi, mến chào anh chị.